Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi luôn được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Blackpink vượt mốc 1 triệu follower ngay ngày đầu gia nhập mạng xã hội mới; Jisoo tung loạt ảnh mới khiến fan đứng ngồi không yên; Butter của BTS có tuần thứ 9 đạt quán quân Billboard Hot 100; Somi tiếp tục khẳng định chất riêng thông qua MV mới nhất gây bão với visual siêu thực như búp bê; JYP vẫn cố tình làm thinh phát hành show mới có cả Lia; Knet liền kêu gọi bỏ theo dõi ITZY, xóa hết nhạc của nhóm. Và sau đây là nội dung chi tiết. Blackpink vượt mốc 1 triệu follower ngay ngày đầu gia nhập mạng xã hội mới. Vào ngày 2 tháng 8, các cô nàng Blackpink đã chính thức tham gia nền tảng mạng xã hội Weverse. Weverse là một ứng dụng di động và trang web của Hàn Quốc được tạo ra bởi công ty giải trí Hyper Corporation của Hàn Quốc. Đây là một ứng dụng mạng xã hội chuyên lưu trữ nội dung đa phương tiện và giao tiếp giữa nghệ sĩ với người hâm mộ. Trước đó, vào ngày 31 tháng 7, hai thành viên của nhóm là Jisoo và Jennie cũng đã lên nền tảng mạng xã hội của nhóm là V-Live để chào tạm biệt các fan. Tuy vừa mới gia nhập nền tảng mạng xã hội được coi là sân nhà của BTS, nhưng bốn cô nàng nhà đen hồng đã thu về thành tích cực khủng khi vượt mốc 1 triệu follower chỉ trong vòng 8 giờ 43 phút và thành tài khoản nghệ sĩ đạt cột mốc này nhanh nhất trên nền tảng Weverse. Việc Blackpink gia nhập Weverse đã nằm trong kế hoạch hợp tác chiến lược của Hyper và YG được ký kết vào tháng 1. Nền tảng mạng xã hội này không chỉ giúp giao lưu, tương tác với fan mà còn đồng thời hỗ trợ phân phối các sản phẩm âm nhạc cho nghệ sĩ. Trước đó, hai nhóm nhạc nữa nhà YG là Treasure và Icon cũng đã gia nhập Weverse. Jisoo tung loạt ảnh mới khiến fan đứng ngồi không yên. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, nhan sắc của Jisoo được netizen khen ngợi không ngớt. Khác với phong cách sexy của Jennie, Jisoo thường diện những bộ trang phục kín đáo, nữ tính, thanh lịch và nhẹ nhàng. Thế nhưng mới đây, cô nàng chị cả Blackpink đã khiến dân tình náo loạn một phen với loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Hiếm lắm Jisoo mới diện chiếc váy đen sang trọng thế này, giữ được phong cách thanh lịch nhưng lại không kém phần quyến rũ. Đặc biệt trong những bức ảnh chụp bằng máy phim này còn tôn lên nhan sắc triệt để và khí chất nữ thần của mỹ nhân nhà YG. Vẻ đẹp của Jisoo không chỉ được đánh giá cao ở trong nhóm mà còn được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp mới của K-pop. Cô có biệt danh Hoa hậu Hàn Quốc cũng là như vậy. Bên cạnh khuôn mặt hoàn hảo, chị cả Blackpink còn mang khí chất diễn viên, thần thái ngày càng thêm sắc sảo, quyến rũ. Fan đều cho rằng Jisoo đã thay đổi một cách đáng kể về phong thái trong thời gian đóng bộ phim chuẩn bị ra mắt là Snowdrop. Butter của BTS có tuần thứ 9 đạt quán quân Billboard Hot 100. Rạng sáng ngày 3 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Billboard chính thức tung ra bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần lễ vừa qua trong sự trông đợi của rất nhiều khán giả trên toàn thế giới. Và không có gì bất ngờ khi ca khúc Butter của BTS tiếp tục giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng này. Trong tuần lễ vừa qua, Butter tiêu thụ được 112.900 bản digital sale, giảm 2% so với tuần trước, mang về 8,1 lượt stream, giảm 8%, cũng như gặt hái chỉ số 30,5 triệu trên hệ thống radio, giảm 1%. Như vậy, xét về thành phần, các chỉ số của Butter đều đồng loạt giảm nhẹ, song vẫn đủ để giúp BTS có tuần thứ 9 không liên tiếp giành vị trí quán quân Billboard Hot 100 với ca khúc này. Với thành tích 9 tuần đạt top 1 Billboard Hot 100, Butter chính thức trở thành ca khúc trụ hạng tại vị trí quán quân lâu nhất năm 2021. Nếu tiếp tục giữ phong độ như hiện tại, fan BTS hoàn toàn có thể giúp thần tượng của mình trụ vững thêm tuần lễ thứ 10 và hơn thế nữa. Trong tuần này, ca khúc Permission to Dance cũng ở vị trí thứ 9. Somi tiếp tục khẳng định chất riêng thông qua MV mới nhất, gây bão với visual siêu thực như búp bê. Đúng 16 giờ chiều ngày 2 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Somi đã chính thức quay trở lại đường đua K-pop với MV Dam Dam. Đây là sản phẩm đầu tiên của Somi sau hơn một năm vắng bóng kể từ khi phát hành ca khúc What You Waiting For. Dam Dam tiếp tục là một ca khúc mang đậm màu sắc cá nhân của Somi từ khi debut đến nay. Somi tiếp tục hợp tác với các producer quen mặt là Teddy, RT. Đặc biệt, cô nàng cũng tham gia viết lời cho Dam Dam. Bản phối của ca khúc này tuy nghe tối giản nhưng lại mang đến sự đối lập giữa một cô gái trong sáng như một nàng công chúa, sau đó trở nên lột xác, táo bạo và cá tính, sẵn sàng tiếp cận với đối tượng mình thích. Đúng như nội dung bài hát, Somi thể hiện hai cá tính đối lập trong đó.
cô nàng xuất hiện vô cùng xinh đẹp, cá tính với những bộ cánh lung linh và đồng phục học sinh mang hơi hướng US-UK. Vũ đạo mặt nạ vừa lạ vừa quen được kết hợp khéo léo trong MV Đam Đam. Bên cạnh âm nhạc bắt tai cùng MV mãn nhãn, visual của nữ idol tại buổi họp báo quảng bá cho ca khúc mới cũng được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi. Xuất hiện trong showcase comeback, John Somi gây sốc vì nhan sắc siêu thực, màn lột xác đỉnh cao không có điểm gì chê. Mái tóc vàng bạch kim sang xịn mịn giúp cô nàng trở nên cuốn hút. Nhờ thay đổi lối trang điểm sang tông nu sang chảnh khiến bông hồng lai nhà YG trông trưởng thành hơn hẳn. Nhan sắc của nữ idol sinh năm 2K1 ngày càng trở nên hoàn thiện, đường nét gương mặt sắc sảo, lai tây như búp bê. Chưa hết, dân tình cũng không khỏi trầm trồ khi nhìn ngắm body nuột nà ảo diệu của nữ idol 20 tuổi sau khi giảm cân. Bông hồng lai có chiều cao 1m72 và nặng 46kg. Đôi chân dài miên man thẳng tắp thon gọn cùng vóc dáng chuẩn trai coca khiến nhiều chị em phải ghen tị. Nhìn tổng thể, netizen ví cô nàng không khác gì búp bê sống. Người hâm mộ choáng ngợp đã đành, đến người chị là Jennie của Blackpink cũng không khỏi phát cuồng. Jennie u mê cô em đến nỗi phải spam bình luận liên tục trong livestream của Somi. Cô gái xinh đẹp, tóc của em cũng đỉnh lắm đó. Somi và các thành viên của Blackpink có mối quan hệ cực kỳ thân thiết như chị em. Không chỉ ủng hộ nhau trên mạng xã hội mà mỗi khi hai bên xuất hiện bài hát mới, hội chị em này còn nhiều lần trực tiếp đến tận nơi ghi hình để ủng hộ, xuất hiện trên các vlog, clip đi chơi, làm việc cùng nhau. Được biết, Đam Đam là một sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Somi trong năm nay. Cùng chờ xem những điều bùng nổ mà Somi sẽ mang lại trong thời gian tới. JYP vẫn cố làm thinh, phát hành show mới có cả Lia, Knet liền kêu gọi bỏ theo dõi ít gì, xóa hết nhạc của nhóm. Trong khi các công ty giải trí khác có gà nhà vướng vào scandal đều nhanh chóng dừng mọi hoạt động, lui về ở ẩn để mọi chuyện chìm xuống, thì JYP lại bất chấp dư luận, chưa được bao lâu đã để Hyunjin của Stray Kids hoạt động trở lại. Còn Lia thì tuyệt nhiên không hề có bất cứ khoảng thời gian đóng băng nào, thậm chí liên tiếp xuất hiện với lịch trình dày đặc. Mới đây, JYP còn sản xuất hẳn chương trình thực tế riêng cho ITZY, dĩ nhiên là có cả sự góp mặt của Lia. Ồn ào scandal bạo lực học đường của cô nàng còn chưa lắng xuống, lần xuất hiện trước đó cũng đều bị công kích và ném đá kịch liệt. Vậy mà JYP vẫn tiếp tục quyết định như vậy, không biết nên nói là công ty dũng cảm bảo vệ Lia hay là cách cư xử thiếu phù hợp. Trước động thái cứ cố tình làm thinh như không của JYP, phản ứng của netizen Hàn lại càng trở nên mạnh mẽ. Giờ đây, cơn giận dữ của Knet không chỉ đổ lên đầu một mình Lia, thậm chí vạ lây sang cả ITZY. Cụ thể, Knet để lại những bình luận như: "Tôi đã xóa tất cả bài hát của ITZY khỏi playlist của mình rồi, tạm biệt từ đây, thật là không biết xấu hổ. Tôi đã hủy luôn theo dõi tài khoản của nhóm rồi, ai bảo cứ có mấy tấm ảnh của Lia đăng tải lên làm gì vậy?" Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của Knews 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại bên dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.